Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuần Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì mình ghé thăm nhà chị Vi một chút mọi người ạ. Ghé thăm xem thử coi là cuộc sống chị Vi dạo này như thế nào ấy. Với cả là chị Vi cũng được cô Phạm Thị Hoa ở Bảo Lộc Lâm Đồng tặng gửi khoa ấy. Nên là mình cũng mua khoa xuống cho chị Vi luôn. Bữa trước cũng có chị Nga Vũ ở Liễu Giai Ba Đình Hà Nội thì chị mà mình có chia sẻ là có gửi qua cho Careca với cả là chị Vivi ấy. Thì bữa hôm đấy là mình cũng chưa gửi cho chị Vivi nên là ngày hôm nay mình xuống mình trao cho chị ấy luôn đấy. Hiện tại ngày hôm nay thì nhà Vivi cũng đang rất là đông khách này đấy. Chắc là hàng xóm tới đây phụ giúp làm hay sao đấy. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người ạ. Ô ta đi mama. Ê, đang làm cái gì đây? Tá fazer o quê? Nós estamos a cascar para poder voltar. Estamos a cascar e ficar mais. Ah, isso é do da mamá? Sim, é da mamá. Oh, assim, lá fora é também da mamá? Ah, aí vende? Tá vende como? Essa xixi. Uma lata? Uma lata 100. Ah. Bác gái này là bác bóc ra như thế này rồi phơi khô bán này. Chị xuất tên cái sân đề này. Bà phí cá xe cài này. Dạ. Dạ bông. Chị xuất tên mấy có mấy bông. Cúi à. Cái này hình như là tựa tựa giống lạc ấy. Thì bù dinh gô bán ấy mà mắn. À. Ở vì vì nó tên? Acho que é a passada já comi. Já acabou. Ah. Isso tem mu dele, né? Tem mu dele. Isso tem que ferver primeiro, né? Hôm trước. Dạ. Hôm trước thì nhà mình cũng có chia sẻ với mọi người là cái hạt ba bạp này là thường là người dân họ lấy cái trái đấy họ làm cái nước sumu ấy, còn cái hạt phải bóc ra như thế này này. Mình đi bóc đây mọi người, bóc cái vỏ ra để lấy cái hạt này rồi cũng nấu kiểu như nấu với cả cái loại rau ấy để ăn với phun đó mọi người, rất là ngon luôn đấy. Em nghĩ là rằng cái hạt này nhắc nó béo lắm đấy, bởi vì giống như hạt nhân á. Đây này, bạc này là bạc bán ở phía ngoài này đấy mọi người. Đấy. Cái chỗ này là bà đã bảo là một cái lon như thế này là 100 quan này. Đấy, cái lon như thế này ơi. Sao lại lón ngược à? Chắc là đồn á. Isso vende como aqui? A lata 100. Aqui vira do assim? Não, depois vira dele. Vira assim 100? Sim. Ah, cái này là gọi là để nhìn thôi mọi người. Nó phải nằm ở trong cái lón ấy. Cái này là bạc gái bạc lật ngược lại ấy. Một cái này là 100 quan. Đó là hàng trưng bày. Hàng trưng bày đấy. Đấy, thấy các em nhỏ này thấy mình nhà mình tới là khi nào cũng thấy tới này, đúng rồi. Thì você assim falar com é quem tem isso. Febre vai com da boi catca tem nesse governo também ganha. Sim, também ganha. Que só a mamãe aqui como já lhe conhece muita gente, andam lhe trazer muito. Eu só me trato educado. Ah. Sim. Você contato com aquela pessoa fazer zelado? Sim, ando em contato também. Agora ela já tem pessoas assim que ele conhece. Sim. Ele guardam já para ela. Sim. E agora eu como ainda ninguém me conhece aqui em Páscoa. Eu sou uma pessoa que me dá. Yeah. Bữa nay đi thấy nhà cửa sán băng này, nhìn sạch sẽ mọi người. Đấy. Nhìn sạch sẽ. O Flamingo? O Flamingo foi trabalhar. Agora trabalha onde? Ele trabalha, faz tábua de lavar. Tábua lava? Sim. Assim à noite vi? Sim, ele assim à noite vai vir. Assim ele dorme aqui? Não, não dorme aqui. Ah. Sempre não dorme aqui? Não, até agora não dorme aqui. Yeah. Come aqui, depois vai casa dormir? Sim. Ah. Ele faz tábua aí longe? Não conheço lá, não sei se é distante ou é próximo. E ele não fala? Ele fala, ele só fala aqui. É aqui nesses lados do coito. Calalaia, essas áreas dali do fundo.
Sim, onde ele faz tábua. Uma tábua assim vende quanto? Uma tábua tem vários preços. Tem tábua de 1.500, tem tábua de 1.700. Varia os preços. Ah. Sim. Uma cai đó đục lâu lắm, né? Assim, um dia consegui fazer um? Ele, um dia faz duas, três tábuas. Oh, fazer rápido assim? Sim, eu acho que ele tá fazendo rápido. Eu pensava não consegui fazer. Nada, ele faz. Assim, ele tira onde madeira? Tem que comprar madeira? Nada, ele madeira, corta mesmo ali aqueles pau, que fica assim, aqueles pau grosso. Ele corta mesmo, corta. E agora não sei se você faz mais como para fazer a tábua. Sim, tem que ter motosserra, né? Sim. Porque com mal, agora corta aquele pau grande, não vai conseguir. Sim, eu acho que ele faz duas pessoas, mas como nunca me falou... Ele faz duas pessoas. Assim, Deus. Ele tá, te trouxe dinheiro? Ele só traz o jantar, ele não me dá assim dinheiro em mão. É. Tá bom, trazer jantar tá bom? Sim, tá bom, ele tá trazendo jantar. Em phía mình cố là đợt trước là cũng không có việc ấy. Bữa trước là mình bảo là lên trên chỗ mình làm ấy, cái đợt mà cứ hay bỏ đi mọi người, mình cũng có chia sẻ rồi đấy. Là nhưng mà đợt này thì nghe có công có việc nên làm như thế này là cũng ok rồi, cũng ổn áp rồi đấy. Dạ. Sí, mana boneca com papá já muito tempo não chega aqui? Não, nunca mais vieram, que estava aqui só é a mãe. Mãe? Sim. Chega quando? Vinha ontem, voltou ontem. Ah, sim. A senhora vem só um dia? Sim, a mãe só vem mesmo um dia. Assim, mãe também sempre naquele bairro? A mãe já não está mais naquele bairro. Quem está naquele bairro é só já o pai. A mãe está no outro bairro já. Ah. Sim. Sariela. Sariela, onde é que é? Mình mới thấy Sariela cười đây này. Sariela. Sariela với cả con của Careca đúng là một trời một vực luôn. Một bên thì gọi là mặt bất biến ấy, gọi là mặt lành như tiên luôn. Còn một bên thì con của Careca thì nó vui vẻ, nó tươi cười. Còn Sariela thì im im ấy. À, ela tên. Ele sabe que cara sempre trancado. Sí, ela sempre cara trancada. Sariela, vem. Vai no Alex. Vai receber bolacha, vai. Vai, vai buscar bolacha. Tio tem bolacha, vem. Vai no tio, vai. Vamos no carro. Não tá aí bolacha, vem. Vamos. Nem tem que ir um carro que falou. Olá, Pipi, da Mimi. Não tá ali. Vai. Quando chegar, chama carro do Mimi, né? Da Mimi, né? Sim, sim. Assim, vídeo café. O Vidigal foi na feia. Na feia? Sim. Isso de assim, ele já matricula? Já matriculei. Sim. Também já quase tempo de escola, né? Sim, já tá quase tempo da escola. Até mês que vem, não é? Sim, até mês que vem já vai começar as aulas. Ok, mano. Tá bom. Sim. Você, isso de não vender mais carvão burro? Esse já não tô vendendo mais carvão porque já não tem mais dinheiro. Dinheiro já gastaram tudo. Um negócio é complicado. Já me meço carvão, compra lá ovo. Às vezes o pingo tá fraco, não veio, compra lá coisa para aguentar se o funge, compra lá uma outra coisa. É complicado. Assim, menina, assim sempre é aqui. Não, ele já voltou no lugar lá, depois voltar mais aqui. Não, ela não foi ainda no lugar, ela tá para ir. A mãe. Dá para lhe levar, mas não vai demorar, porque ela aqui também já está me ajudando a carregar água. Quando é dia de lavar, lavamos já nas ruas. E assim, quando ela ir no lugar, ela vai ir, não vai demorar, vai vir. Ah, só vai lá tratar doente e depois botar, né? Sim, sim. Yeah. Ela tchau, Vivi, né? Um beijo boi tal, que é? Sabe bem, hein? Sabe trançar cabelo? Sim. Ah. Bây giờ nhìn thấy mập mạp hẳn đấy nhỉ? Ta phi ca cô đào kìa, hả? Né? Vừa nay nhìn đầy có giá có thịt đấy chứ. Yeah. Ta phi ca cô đào bonita. Ta phi ca bonita. Này.
cũng biết đan tóc đan đồ đây mọi người, biết biết như thế này. À xin nào đuôi mà nà. Nam ta đuôi. Nó ta đuôi. Ê, yêu xin đôi mũi tu. Ati cucha lek si đôi mũi. Ừ. Đấy, đan biệt biệt như thế này mà không đau nè. À xin transa xin quante semana patira. Quante dia patira. Assim depois quero lavar como fica? Para lavar? É. Tem que desmanchar com sabão e água. Mas assim todo dia lavar vai ficar como? Não, nem sempre. Ah, assim uma semana tira, lavar só uma vez? Sim. Uau, não é muito, muito tempo? Não, tá vendo, acho que não vai ficar na cabeça. À. Ở bên này mấy bàn gối đâu không gối bằng ổ dầu gối đâu đâu mà toàn gối với ổ mố ạ. Ừ. Đấy, chị này cũng đan này. Vai transar igual assim nessa semana? Quem eu? Não, aquele mano. Marlene, tantas coisas falar. É, vamos morar aqui, mano. Ah, Marlene, você vai transar também igual de semana? Não. Não, né? Isso, menina, eu vejo isso, o dia fica gordo. Tá, fica gordo. Quando vinha, não vinha assim. É, vem com fininho. Sim, vinha fininha. Agora fica gordo. Tá, fica gordo. Você, assim, fica aqui na saúde de mamá com o irmão? Ando lá mesmo, mas ando voltar. Bem longe. Assim, vai lá com quem? Vou, mesmo sozinha, depois volto, repasso o dia, depois regresso. Assim que apanha táxi? Sim. Ah. Assim namorado aqui ou lá? Ainda? Ainda cedo, já? Sim. Tem que ficar mais velha ainda. Você não amiga cedo, já? Assim agora aqui tem amigos agora, tá? Hã? Só tem amigas. Só amiga? Não tem amigo? É o quê? É o quê? Caia. Vai em frente. Thì nó phải bóc cái lớp đen này ra rồi nó phơi cho khô mới bán được đấy. Nhìn đi tối như thế này nhá, phơi lại nó téo con bé tí à. Anh ơi, trốn sau lưng nó chuyên đi bán. Sariela. Ê. Anh mới gọi gái là trốn luôn. Batikuli, batikuli, batikuli. Batikuli no papá. Yeah, é mesmo. Assim, assim tá bom. Fala assim. Yeah? Fala também, pai. Ih, bữa nay nhìn cũng mập mạp rồi đấy. Thấy mặc sạch sẽ hẳn anh ạ. Levanta ti o véu. Ôi, hoje tem saia bonita. Fala, obrigado. Saia bonita. Levanta. Vai no tio buscar a bolacha. Levanta, vai buscar a bolacha. Vamos. Calga. Tá vindo buscar bolacha. Vamos, vamos bolacha. Vai, vai, vai com tia. Vai com a tia. Vai buscar bolacha. Vai. Sobe, vamos buscar bolacha. Não, Vivi, deixa ele andar. Vai, hein? Vai. Vem, vamos buscar bolacha. Vai, vai no tio. Vem. Vai. Vai no tio. Ui. Vai, 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 vai. Vai. Đấy. Cứ bảo cứ nói là đi ra lấy bánh kẹo là mới chịu đi thôi. Còn không là đừng hòng. Hi. Hola, hola sa. Hola, tampa pitu. Đấy. Chém mà. Kéo dầm ấy, kéo dầm. Đôi màu. Đôi màu, đôi màu, đôi màu. Cháu đang ôm, một tay đang ôm bên này đi. Upa. Rồi đây. Rồi, hai tay. Đôi mau. Đôi mau. Đôi mau. À, đúng rồi, đôi mau. Đấy, giỏi, hôm nay giỏi chưa? Hôm nay giỏi lắm. À, cái này này. Cái này, đôi mau. Tôi về nên nên mũi tù agora e onde? Ui, nên nên se for aonde? Nên se for aonde? Tá bom, vou dar depois quando ele lá vê, eles vêm depois da. Tá, tá bem.
A mãe me dá. A mãe dá tio também. Dois mal. Receber com dois mal. Sim. Mamãe tá aqui. Eu ei. Foi. Coisa pra casa. Essa daqui é. Não quero. Aqui, mete no boca. Ah, tá aqui, toma. Daí, coiam daí. Coiam daí. Tá aí, tá aqui. Ó. Ah, cô Mimi, cô lấy mất máy à? À, để đập cô nhỉ? Để đánh cô ạ, đánh cô ạ. Im lặng. Ồ. Đây này, này, tiêu đưa cái khang này. Tiêu đưa cho cái khang này. Đây này. Xấu tính nhỉ? Ừ. Feio. Thôi, im lặng. À, thôi, lại mẹ này. Đi lại mẹ. Mày là Vivi. Mày là Vivi. Bây giờ ăn mặc đẹp chưa này, dưới chân là dây này, váy này, váy con đủ màu sắc này. Ê, bonito. Bonito. Đấy, bây giờ thì mới chịu ăn cơ, lại mẹ mới chịu ăn cơ. Này đút cho không ăn. Ele como fica aqui com boa gente? Mas ele fugiu assim por quê? Não sei. Ela, depois quando a gente me sair, vai falar. É. Vai falar. Só falar quando eu saio só. Sim, vai falar, pegar a chave. Aqui, menina, vem. Ui, já. Rapaz, vem. Não sabe falar quem? Sim. Tem que ir assim, hein? Menina, vem. Yeah. Sim. Vem lá. Puto, vem aí. Dois mão. Vai cair o nenê. Tá aqui, dá nenê, eu dá nenê também. Aqui. Chi nhỏ hổ mà cầu nhà mà dám ngồi cân to. Vem. Vem aqui. Vem nè. Để bê đồ vào cho chị này. Dạ. Rồi cháu bê giúp mình. Ini nè. Bây giờ nạc ngu cà rô tira cô chứ. Mình cũng có mua cho chị những cái đồ mà cô hóa cô dặn nè mọi người. Đấy. Nào thì cá, rồi thì gà, rồi đường, dầu ăn, gạo, cũng như là xà bông ạ. Mẹ tê la đen rồi á. Đây, mình còn mua xà bông đây nữa mọi người. Ngoài ra thì mình có một ít rau với quả quả đô ở trên nông trại đó mọi người. Đấy. Một bao gạo này này. Anh lấy cá khô chưa? À, lấy đấy. Ê, mày tiếc gì này? Thôi, trazer cái salad rồi. Mình cho qua cái hướng này á mọi người, để cho nó sáng một tí. Bữa nay xem ta. Có chứ tên kì. Cô Phạm Thị Hoa. Sì. À, sao mà cô Hoa? Cô Hoa ajuda muito, sabe, né? Sim, ajuda muito. Cô Hoa, aquele dia eu também liga telefone lá. Sim.
para você conversar com ela. Sim. Yeah. Isso é, primeiro, isso é coisa. Eu trouxe no fazenda. Ah. Eu não tenho nada, tá, só tá tem bom. Verdura. Yeah, também tá é? Bom. Verdura, aqui também. Tá, verdura faz bem. Mình đưa cho ở trên kiểu như trên nông trại mình có ít chuối với cả ít rau này. Yeah. Mini này. À có đa sỏi á. Hàng trước thì cô cũng có như mình mua những cái đồ như thế này đây. Chẳng hạn như đây là gà này. Đấy, gà đông lạnh ấy. Gà này mình cũng mua 3 con này mọi người. Đấy. Gà đông lạnh này. Rồi thì một bao gạo này. Cô cũng có dặn mình là mua thêm một bao xà bông mọi người. Đấy, xà bông này. Ngoài ra là mình mua đây là vài ký đường ở đây mọi người. Đấy, đường này. Đường trắng ấy. Đường trắng mình có mua đây rồi. Với cả là một can rau 5 lít. Đấy. Muito. Muitas compras mesmo. Cà khô nữa ấy. Ờ, cà khô. À, đây, đúng rồi. Đây, cà khô thì ngày hôm nay mình mua nhiều hơn. Tại vì quý vị khán giả cũng có ý với mình là mua nhiều nhiều cà khô ấy để thì trữ được lâu ấy, vì không có tủ ấy, mọi người. Đấy. Đấy, con gà thì mình cũng mua như trước thôi, là 3 con. Muita coisa. Muita coisa mesmo, muito obrigada. Muito obrigada a Mimi, muito obrigada a Alete, muito obrigada por mover aqui na minha que tem me ajudado muito, muito, muito. Muito obrigada mesmo. Eu não estou nervosa, estou muito feliz, estou sempre feliz pela alimentação, por tudo que vocês têm por mim, o carinho que vocês têm por mim, a atenção. Também é tudo. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada de corpo e alma. Muito obrigada mesmo. Deus te abençoa. Yeah. Sim. Corra. Isso Corra você já se conhece? Sim, já conheço. Ela ajuda, né? Dinheiro, né? Acabamento da casa, da casa. Comida, né? Muito, muito. Muito, muito mesmo. Obrigada, Corra. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Toàn bộ đồ ở đây thì mua hết là 65.700 mọi người ạ. Thì còn chưa tới 5.000 tiền dư nữa là mình sẽ đưa cho chị luôn. Với cả là đợt trước có chị Nga Vũ ở Liễu Giai Ba Đình Hà Nội ấy. Chị cũng có gửi 500.000 tiền mặt cho chị Vivi nữa là cứ đổi ra thì khoảng tầm đồ là tính ra cái tỷ giá hiện tại bây giờ là khoảng tầm đồ gần 18.000 nha mọi người. Nhân tiền đấy thì mình cũng trao cho chị luôn. Đấy. À, tổng cộng là hết bao nhiêu nhỉ? Cho là bên kia là 5.000 với 18 là 23.000. Outro coisa. Tem outro povo ele também envia dinheiro para ti, tá vendo? Sim, sim. Agora nome chị Nga. 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 Ừ. Nói nha. Nga. Chị Nga. Dạ đúng rồi. Chị Nga. Nga. Agora isso é cô Hoa. À, tá bem. Chama, fala cô. Cô Hoa. Đúng. Cô Hoa. Cô Hoa já tá na mente. Cô Hoa já tá na mente, né? Sim. Dạ. Đấy. Này, 23.000. Respirar, por quê? É a emoção. A emoção? Sim. Dá também. Dá também. Tio brincar. Tio brincar. Vem aqui, Tiada. Olá. Ué. Toma. Vai buscar. Vem cá, guardar no vidigal também. Vai já buscar. Lamlinha. Vidigal, todo dia eu venho aqui na vela. Ele já. Sabe contar ou não? Sim, minha irmã, emoção, Tiada. Estou a tremer, emoção é demais. Dois. Do como? Quatro, cinco. Ah, cinco. Sim.
Júnior, tá aí. 3 metros é muito. 15. 20. Não, isso só... Tem lá 20. Aqui são os 15, hein? Tem 15. Ah, sim, 15. Não sabe contar? Sei não contar, é a emoção de mais 15, 20. Tem 23 mil. Ah, 23 sim. Mil. Tem lá 23 mil. Muito obrigada mesmo. Sobre esses valores, já vou conseguir comprar lá o que eu necessito mesmo. Muito obrigada pelo apoio que vocês têm. Por mim, muito obrigada mesmo, que não parem ainda agora e não podem parar mesmo. Eu preciso muito do vosso apoio mesmo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de corpo e alma, tô sem palavras. Eu acho que tô muito emocionada, a garganta tá seca. Ei. Sim. Tá bom, tá não, bom. Vai não buscar água. Đợt này có thêm bột phún hay sao ấy. Ấy số phú ba kênh tra dây. À cái là phú ba kì, à phú ba kì trouxe é a mãe. Mãe? Sim, a mãe quando veio trouxe bombô. Phú ba nesse tempo é pequeno. Não é grande. Esse aqui a mãe trouxe grande. Como trouxe molhado e eu cortei para ser pequeno, outro grande está no bar de que ela trouxe. Ah. Sim. Chị là cũng được hai bà ở trên Lucas là thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ về cái phần lương thực nha mọi người, về cái bột phún nơi này nói đấy. Cái này là về chỉ có cân sấy nữa là ok. Đợt này thấy nhà cửa chị đổi cái phần giường, quay phần giường sang bên này đấy mọi người. Yatavira Ocozo. Sim, viramos a cama. Cama. Sim. E aí fica aqui, tá bom? Sim. Isso também pode ser bom. Tá difícil. Aqui lado não tem coisa? Isso, lado. Ah, prego. Prego entortou. Bom, vamos meter já. Assim, já? Isso de à noite não mete muquiteiro? Vai meter ontem, me metemos lá um coisa. Onde é como? Ontem. Metemos lá um outro mosquiteiro assim, tipo de casa, mas amarramos ali na pau. Oh, vene, vene, mosquiteiro. Aí, vene. Sim. Aí, buổi mà những con mà gọi là nó hụt báo cho bùng béo trục béo tròn là nó luôn đấy mọi người. Aí, thế này này. Aí. Você tem que dormir, tem que ter mosquiteiro cuidado, porque muito falou de malária. Sim, estamos mesmo a dormir por baixo do mosquiteiro. Mede e bước, lá de bước, que é um médico. Không rơi mê. A cabeça. Tá, sempre anda junto. Segui mais. Sempre. Já, isso eu vou dar lá dentro. Menina, leva só dentro, já. Isso é a face? Sim, não, conheço. A face cozinha? Não, come se com arroz. Salada. Salada. É. Sim. Isso é bom. Até o vídeo que eu nunca comeu. Vou meter assim uma panela assim com água. É. Meter assim. Ah, bom, Deus, vai cambar lá, já vem no ar, já tem. Sim, para coisa. Para. Fresco. Para proteger. É. Isso tem que ir lá. Esse vai. Tá, pedir já. Ele, é? Pedir, sim. E o vizinho meter lá dentro. Tá dentro. O Massaria tá assim. Tá muito bom, muito obrigada. Agradeci tudo mesmo. Isso eu vou fazer como confuso. Sim, a copa pode meter na mamba de juba. Ela que cai, vai roer, né? Minha mãe vai ganhar de cima de item. A boa couve. Mas ele ainda tem aquele cesto. E isso também coisa? Tá, tá bem. Vou dar a coisa. Tem que acender pouco no solo, né? No solo, tá bem, tá bem. Sai lá, Fabinho. Isso também. Mete como, mete já, para não estragar.
Menina, ajuda a tia. Chị Vivi có cháu bé này ở đấy thì cháu cũng giúp chị được nhiều thứ. Chẳng hạn như lấy nước lấy đô đấy mọi người. Lấy nước rồi đi xay bột phún, đi chờ đi đô ấy. À, là giúp được rất là nhiều đấy. Nó tia quá hả nó? Ra máy grand đi á. Máy. Chega pra nunca, já tá vendo? Não estraga. Das folhas assim. Depois da manhã vamos comer lá mais. Sim, assim, tá bom. Agora dá pouco aí em cima. Tá bom, igual a flor. Sim, ficou flor. Bonita. Tá bonito, mas é em cima do bombom. Vai, cuidado, bombom, molhar o bombom. Sim, não vai molhar a panela, não tá molhada. Isso agora também tem que comer. Sim, essa aqui. Isso agora como para poder... Essa assim eu vou cortar fino. Quando eu cortar, vou meter assim nas embalagens. Vou meter no outro, vamos ter na arca da vizinha. Ah. Que é para mim poder proteger. Já. Desculpa. Tá dançando. Dá aí, toma. Sai ela. Vai, leva guardar, depois dá no vidigal também, já? Fala assim, tia Mimi. Já assim nosso... Já tá aí, já? Nosso tem o passar na casa. Sim. Já. Tá bem, tem que obrigado. Outro dia eu venho maiar, nenê. Fala, tá bem, tia Alex. Ah. Fala outro dia quando vim, vai se encontrar sempre mesmo. Thôi có lẽ là mình cũng xin phép tạm dừng cái video đấy nha mọi người. Để mình về dưới nha, con có việc ấy. Thì hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Thuần Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào.